Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4, độ dài 11m, thiết kế 1 trệt 1 lửng 3 lầu, không gian xanh mát hướng Tây Nam, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu ngay chợ và nhà thờ Rạch Đà. Căn nhà xây mới 100%, thiết kế sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, và căn nhà thiết kế với chỗ đậu xe, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước và sau. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà đang chào bán với giá là 6 tỷ 200 triệu đồng nha quý vị, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và khu này thì cực kỳ là sang trọng, toàn nhà lầu nha mọi người, với giá bán chỉ tầm 6 tỷ đến 6 tỷ 200 triệu đồng một căn thôi, hướng Tây Nam. Quý vị quan tâm đến căn nhà này thì có thể gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà phố hiện đại, cao cấp tặng kèm, và một căn nhà full nội thất nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng tham quan con đường trước nhà nhé. Và đây là con đường trước nhà mình, một con đường rộng lên tới 6m, đường nhựa, rất là sạch sẽ và an ninh, thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên chợ và nhà Thịnh Đà cũng như là chung cư iHome. Di chuyển qua công viên Làng Hoa khoảng tầm vài trăm mét thôi, và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút đi xe máy, đi qua sân bay thì khoảng tầm 50 phút nha. Một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ với giá bán chỉ 6 tỷ 200 triệu đồng thôi. Diện tích là ngang 4, độ dài 11m một căn, thiết kế 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Ở đây thì Huy Hùng đang có tầm 10 căn để gửi đến quý vị chúng ta nha, một căn nhà hướng Tây Nam. Và chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan bên trong kiến trúc thiết kế của căn nhà nha quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha quý vị. Căn nhà này thiết kế với lớp cửa sắt bên ngoài, lớp cửa 4 cánh, một khoảng đậu xe máy này. Khoảng đậu xe thì được ốp gạch trang trí 1m2 với ốp gạch tường lên cao đụng trần. Phía trên thì có đèn phẳng, đèn chiếu sáng và đèn LED. Căn nhà này thiết kế theo mẫu kiến trúc lớn ngược nha, ngang 4m, độ dài 11m, và được thiết kế xây phun đất, thiết kế 1 trệt 1 lửng và 3 tầng lầu theo mẫu kiến trúc lớn ngược năm 2023. Bên ngoài khu vực đậu xe thì quý vị sẽ có không gian phòng khách phía sau. Dưới cầu thang sẽ là không gian phòng vệ sinh, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và hương soi. Ở đây thì quý vị sẽ có bậc cầu thang 5 bậc được ốp đá hoa cương màu trắng đi lên không gian phòng tiếp khách phía sau. Phía trên thì có ốp nhựa trang trí này và có cây xanh. Khu vực không gian phòng tiếp khách phía sau thì quý vị được gia chủ tặng kèm full nội thất, bao gồm sofa kết hợp với màn hình TV 65 inch, tủ kệ TV, tủ kệ rượu. Và cuối nhà thì quý vị sẽ có một khoảng giếng trời nhỏ nhỏ kết hợp với quạt gió treo tường và đèn trần bên trên. Đây là khu vực lưng ngược phía đằng sau của căn nhà nha quý vị. Quý vị đang cùng em Minh Hùng tham quan trực tiếp không gian thiết kế và kiến trúc thiết kế rất là đẹp, mẫu nhà phố hiện đại theo mẫu kiến trúc năm 2023, rất là lý tưởng cho quý vị đang tìm nhà nhỏ gọn để ở và làm phòng công ty cho thuê. Mẫu nhà chỉ giá bán chỉ có 6 tỷ 200 triệu đồng thôi, còn thương lượng. Quý vị quan tâm thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Không gian phòng khách phía sau thì được các chú tặng kèm full nội thất, bao gồm sofa, tủ kệ TV, màn hình TV 65 inch. Và ở đây thì được trang trí rất là đẹp. Ở đây thì quý vị sẽ có khu vực cầu thang ốp đá hoa cương màu trắng, có đèn LED chiếu sáng và có tay vịn gỗ đỏ lan can chính nguồn lực đi lên không gian lửng ngược, không gian phòng bếp nha quý vị. Nhà xây mới 100% và được anh chủ nhà làm khá là chắc chắn và kiên cố luôn nha mọi người. Trên khu vực lửng ngược này thì quý vị sẽ có không gian bếp với tủ lạnh hai cánh sáp, tủ rượu. Đối diện với không gian khu vực để tủ lạnh là không gian đèn pha lê ở khu vực không gian phòng khách. Và ở đây thì cầu thang quý vị thấy được gia chủ ốp đá hoa cương màu trắng này, quý vị nhìn rất là sang và xịn. Không gian bếp thì thiết kế theo kiểu bếp nằm ngang, có khu vực để tủ lạnh bên trong, khu vực bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và khu vực đặt bếp âm bên ngoài cùng. Phía bên ngoài mặt tiền thì quý vị ở không gian bếp này có lam che bên ngoài, cây xanh và cửa lỗ 4 cánh, tạo nên không gian phòng bếp mình vô cùng thoáng và sáng. Giá bán chỉ 6 tỷ 200 triệu đồng thôi, còn thương lượng mạnh. Và giá bán này thì hỗ trợ vay ngân hàng và hỗ trợ pháp lý sang tên. Giá bán này rất là ưu đãi và mềm mại nha quý vị. Quý vị quan tâm thì alo trực tiếp đến nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng lên tham quan không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nhé. Nhà này thì thiết kế với 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Khu vực cầu thang thì quý vị thấy được ốp đá, được ốp gạch này. Quý vị lên xuống thì rất là sạch sẽ và dễ lau chùi. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng lên tham quan không gian phòng ngủ nhé. Nhà này thì quý vị sẽ có 4 phòng. Phòng ngủ đầu tiên này, quý vị sẽ có giường ngủ 1m8. Chân ga gối đệm, tủ áo được đóng theo bộ. Ở đây thì quý vị vẫn có hệ thống cửa lùa ra khu ban công với cây xanh được trồng kín bên ngoài.
và có những lam che nắng cũng như là màn rèm. Phòng ngủ thì gia chủ bố trí full nội thất, quý vị để ý thấy có giường ngủ 1m8, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh ngay cửa ra vào. Bên đây là hệ thống tủ áo rộng kết hợp với tủ kệ TV và tủ kệ sách. Hai phòng ngủ thì sử dụng chung một phòng vệ sinh. Sàn phía dưới thì ốp gạch giá gỗ. Ngoài sánh cầu thang thì ốp đá hoa cương. Phòng vệ sinh thì quý vị sẽ có lavabo bồn cầu một bên và vòi tắm hoa sen, rất là tuyệt vời. Giá bán chỉ 6 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà nhé. Do anh chủ nhà này đang rất là ngợp cần tiền nên giá bán đã giảm tới 600 triệu rồi. Quý vị nào đang tìm mua nhà thì có thể alo trực tiếp đến nhà đất Huy Hùng để sở hữu ngay một trong những căn nhà phố mà giá bán phải nói đang rất là mềm trên địa bàn đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ và nhà thờ Đà. Không gian phòng ngủ số 2 thì quý vị cũng có giường ngủ 1m8, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo rộng kết hợp với tủ kệ TV, máy lạnh, sàn ốp gạch giá gỗ, cửa ra vào và giường ngủ cũng như là cửa ra khu vực giếng trời phía sau, tạo nên không gian phòng ngủ phía sau cũng rất là thoáng. Nhà này hướng Tây Tứ Trạch nên là quý vị nào đang hợp mệnh phong thủy Tây Tứ Trạch thì liên hệ xem nhà và ở trong những căn nhà như thế này thì rất là tốt nha. Và tiếp tục di chuyển lên lầu 3, quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ trên đây thì cũng sử dụng chung một phòng vệ sinh và có đầy đủ nội thất tặng kèm. Như giường ngủ này, 1m8 này, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía sau là hệ thống cửa lùa ra khu vực giếng trời với màn rèm. Chân ga gối nệm loại dày cao, có bàn trang điểm, có máy lạnh media mới một ngựa và có tủ áo kết hợp với tủ kệ TV. Và qua bên đây thì quý vị còn đến với không gian tiếp theo, không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì quý vị vẫn thấy có đầy đủ nội thất nhé, bao gồm giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV và vẫn là cửa lùa ra khu ban công mặt tiền chính với dàn lam bên ngoài và cây xanh được phủ kín mặt tiền. Bên ngoài ban công cây xanh thì có hệ thống phun nước tự động nha, quý vị không cần tưới, tự động nó tưới nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 4, phòng ngủ cuối cùng. Giá bán là 6 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị quan tâm đến khu nhà lầu chỉ từ 6 tỷ đến 6 tỷ 2 này, một khu làn nhà lầu đồng bộ nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, ngay chợ và nhà Thạch Đà sát bên ngã tư Phạm Văn Chiêu và Lê Văn Thọ. Cách công viên làng hoa chỉ vài trăm mét và cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút thì hãy alo cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Và lên trên cùng thì quý vị sẽ đến với không gian có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng nhé. Đây là khu vực không gian của lầu 4 thì quý vị sẽ không gian phòng thờ này. Đây là không gian phòng thờ được đá gia chủ làm sẵn này. Và ngoài này thì quý vị sẽ có sân phơi phía sau. Khu vực sân phơi phía sau thì đã được gia chủ làm sẵn khu vực cấp thoát nước máy giặt, rồi vòi rửa này, cầu thang leo lên trên mái này quý vị. Trên mái thì được đổ bê tông và có máy năng lượng mặt trời cũng như là khu vực để cục nóng máy lạnh trên đấy. Ở đây thì quý vị sân thượng sau để phơi đồ, giặt đồ nhá, phòng thờ. Và ngoài cùng đây thì quý vị sẽ đến với khu vực sân thượng phía trước. Với hướng nhà đang là hướng Tây Nam và buổi chiều thì nắng chói chang luôn. Quý vị hợp phong thủy hướng Tây thì phải chịu những cái căn nhà hướng nắng chiều như thế này. Nhà mình thì cũng đang là nhà hướng Tây nhá. Quý vị quan tâm đến căn này thì có thể gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Đây là khu vực sân thượng trước được trồng cây xanh và cũng đã được làm rất là đẹp rồi. Phía trên đây thì quý vị nhìn thấy đã có bồn nước và máy năng lượng mặt trời sẵn rồi nhá. Giá bán là 6 tỷ 2 thôi, giá bán còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm thì alo cho Hùng để sở hữu ngay. Căn nhà ngang 4, độ dài 11m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh cũng như là chỗ đậu xe nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn lại quý vị ở những video lần sau.